ví dụ đi đường leo gỗ đi hôm nay chủ nhật leo gỗ đi DC thủ đô của Mỹ ở trong không biết lạnh
mấy cái thể thao đi đường biển. Thank you.
đi xuống chỗ DC này cái khó khăn là không có chỗ đậu xe, quá trời người cho đổ xe. Thomas Darling, đậu xe lề đường nó những trung tâm thành phố thì phải bỏ tiền vô nè. Nó có nhiều lần đầu tiên thấy tròn quá, đậu xe dọc dọc lề đường gì là phải What? Ờ, đó là tòa nhà thủ đô, nơi ban hành luật pháp. In my country have but smaller. Yes. Lake, huh? Lake? It's a pond. Pond, what mean? It's a small, tiny lake. Ah, yeah. Oh. Illinois, Virginia, Maryland, Virginia. A lot, I saw my island. Sinh ở Mỹ mà cũng chưa đi tới, có thể nói vậy. Dạ. Tại vì giống như mình ở miền Nam vậy mà mình cũng chưa bao giờ đi Hà Nội vậy thôi. Xa quá sao đi. Thường thì mùa hè có nhiều người tới đây du lịch. Capital building. Đó, hay tầm nhìn này đúng không? Ừ, ở đây nó bán có những cái xe nó bán trên đường phố, bán nước nè, bán đủ thứ hết á.
bán xúc xích hot dog, bán đồ ăn dành cho những người người ta đi người ta mệt người ta ăn. Cô này nói tiếng giống Việt Nam, không biết phải người Việt Nam. Are you tired? BB. A little bit. Are you drinking too much? Cái nhà bảo tàng của Ấn Độ với lại Mỹ. The American Indian was the first person to live in North America. And they had many different tribes and villages. And this museum talks about all of the different kinds. But North American, that means where? Minnesota or somewhere? Yeah. From Florida, Mexico, Canada, all around. First people here in the United States. Oh yeah. Like early Chinese.
But in the end, that first from here. Yes. Oh, I think that's Africa. Well, African. First people probably in Africa. They move all around the world. Okay, we take this turn here. Not yet. Come here and you do this. No. You just take like this. Okay. Wait. I don't know. Để nói về một chút cái tượng đài đó là cái tượng đài hả? Nhớ ơn người đã sáng lập ra nước Mỹ. Nhưng xã giải thích vậy. Người đầu tiên. Washington là họ của cái ông đó. What's name of the first president American? Yes. What's name? What? What's his name? What is his George name? Washington. Chalk, huh? George Washington. How can spell chalk? Mùa hè có nhiều người đi chơi hả? Đạp xiếc, chẳng thích xiếc. Cho nên, first resident, how long? He was in office for 8 years. 8 years. Y 45 now. If you mean one person per year, right? So 4 years and re-elected for another 4 years. Yeah, some people have 2 years and 4 years. Maybe double, okay? Yeah. Tháng 8 lên, 8 năm 40. 40 với lại 32. That means... Watch out, cowboy. That means 350 years ago, if one resident a year. Almost. It's like 1780, almost 200 years. Almost 200, huh? Yeah. But some residents just for a year. Yes, some only four. Only four. Không lò ghét cũng chung. Nên ông nói mong cho ông làm được 4 năm thôi. Ai làm cũng được. Ai có khả năng thì làm thôi.
ngồi ra đây nằm lê nằm liệt đọc sách luôn nè. Mình không thích chơi trò chơi nít. I don't know, we see. Oh, it's probably Mr. Smithsonian. Oh! The man who built this castle. Museum over there, right? Over there. Butterfly, huh? Yes. Hi. Nice. Really? You want to go there? I think rain is coming soon. Over here, behind us? Yeah. Yeah. Bên đây là mây đen nha, còn bên đây chắc cầu dòng chuẩn bị mưa. Đẹp đấy. Thank you.
across. Okay, we don't hear. Yeah, but wait here in the sun shade. Why, Sam? You're in the shade right now. They can go there either. I know. And you go and walk like this, the bicycle hit you. Hey, right there. Stand right there. Sun come out, you'll be in the shade. Trời ơi. Why you don't wait? Okay. Oh, được đi lên tuốt ở trên đó lên cao giống ngọn núi Chúa Giang Tay ở Vũng Tàu ha. Ôi dòng quanh này nó đẹp. Quá trời người đi luôn. Quá trời người đi luôn. Darling, we must buy ticket hả? Yes. I think so. Go, đi lên đó, ta mua vé leo lên. Ok, đi cho biết. Oh my god, yeah. That you want I walk. And some say you don't for work. I don't know what you want to do. I do that way and this be weird not, you know, but you can't sit like me. I know that. Okay, you go. You can sit down behind me, darling. Come here. You sit down. No, you sit here. Oh, I sit down. Okay. Thank you.
Oh, what time is this? Probably 3. 3 o'clock, huh? Vừa lên đường chuẩn bị về. Mà check bào luôn, lời bộ nó xa. Cái giò nó rung rung giống như đi ruộng rồi nè. Đuối. Phải có chiếc xe, xe máy ở đây ok. Có xe đạp điện cũng được. Đẹp ghê không? Quá đẹp luôn.
Memory Rick Barrett. Memorial Bridge. Memorial Red. À, lúc lên thì đi quay qua cái đi ngang cầu. Cầu hồi nãy mình đi qua đó, giờ mình đi tới về. Quên chi nữa.